Bộ Công Thương đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 158 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Bộ Công Thương cho biết, việc sửa đổi bổ sung nghị định 158 nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa và hạn chế tối đa các mặt trái của loại hình kinh doanh này như việc đầu cơ, thao túng giá cả hàng hóa, lũng đoạn thị trường. Dự thảo nghị định bổ sung quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài được tham gia góp vốn thành lập và nhận chuyển nhượng lại cổ phần vốn góp tại Sở Giao dịch Hàng hóa hoặc làm thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa. Đây là một nội dung quan trọng quyết định việc thu hút được nguồn lực tài chính, kinh nghiệm từ nước ngoài cho sự phát triển của các sở giao dịch. Ngoài ra, Bộ cũng kiến nghị cần bổ sung quy định về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài như sau. Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia góp vốn và nhận chuyển nhượng lại cổ phần vốn góp thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa với tỷ lệ không quá 49%. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn làm thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa là thành viên môi giới, thành viên kinh doanh, thì tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế. Hiện tại thì Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại cổng thông tin điện tử của Bộ.